kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đêm nay, vòng tứ kết Euro 2024 sẽ chính thức bắt đầu với cuộc thi hùng đỉnh cao giữa Đức và Tây Ban Nha. Và đây được xem là trận đấu chung kết sớm của giải đấu khi mà cả hai đội đều có những màn trình diễn đầy thuyết phục và phong độ hủy diệt. Tuy nhiên, sau đêm nay, chỉ có một đội bóng được ca khúc khải hoàn ghi danh vào vòng 4 đội mạnh nhất. Đức và Tây Ban Nha, chỉ những cái tên thôi đã mang đến cho tín đồ lạc túc cầu những sự rộn ràng, háo hức. Đây là hai trong những đội bóng giàu truyền thống nhất không chỉ ở lục địa già mà cả ở thế giới. Trong vòng truyền thống của đất nước mình, hai đội có đến 11 chức vô địch World Cup và Euro. Trong đó, Đức có 4 lần lên đỉnh thế giới và 3 lần đăng quang ở Euro. Con số này của Tây Ban Nha cũng lần lượt là 1 và 3. Trong hành trình 3 lần giành chức vô địch Euro của Tây Ban Nha, có một lần họ khiến người Đức trở thành phông nền cho màn thị uy sức mạnh ở triều đại của huấn luyện viên Luis Aragonés. Đó là trận chung kết Euro 2008 diễn ra ở thủ đô Viên của Áo. Đức khi ấy cũng có một đội hình trông mơ với những cái tên mang trình world class như Bastian Schweinsteiger, Marco Ballack, Philipp Lahm, nhưng đã không thể chống cự trước sức mạnh của đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Đó là thời điểm mà lối đá Tiki-Taka đã khuynh đảo trời Âu khi huấn luyện viên Luis Aragonés sử dụng bộ khung của câu lạc bộ Barcelona với Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas và đặc biệt là sát thủ Fernando Torres khi anh đang ở đỉnh cao phong độ. Và trận chung kết đã trở thành sân chơi của Tây Ban Nha khi họ tỏ ra vượt trội trước những cỗ xe tăng. Trong suốt trận đấu, khi La Rosa tung đến 13 cú sút thì người Đức chỉ có 4. Dù Tây Ban Nha có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 33 do công của Fernando Torres, song những nỗ lực của người Đức cũng trở nên vô vọng để rồi họ đành nhìn đối thủ đăng quang. Năm 2008, như một cột mốc với bóng đá Tây Ban Nha, nó là thời điểm khởi đầu của thế hệ vàng để rồi sau đó họ thống trị bóng đá châu Âu và thế giới với chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Nhưng sau đó, đội bóng xứ sở bò tót đã chìm trong khủng hoảng khi Tiki-Taka rơi vào giai đoạn thoái trào. Lối đá phần nào bị bắt bài cũng như những ngôi sao sáng giá nhất trong triều đại ấy đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Và phải đến kỳ Euro lần này, người Tây Ban Nha mới lại được tận hưởng cảm giác của một đội bóng sẵn sàng hủy diệt các đối thủ. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente là đội bóng duy nhất toàn thắng cho dù nằm trong bảng đấu tử thần. Họ vùi dập đội bóng rất khó chịu như Croatia với tỷ số 3-0, áp đảo Italia với chiến thắng 1-0, vượt qua Albania bằng đội hình B với tỷ số 1-0. Đặc biệt, trước gã ngựa ô như Kuzia, dù bị dẫn trước nhưng những chú bò tót vẫn chơi bùng nổ để dập tắt những mộng mơ của đối thủ với tỷ số 4-1. Tây Ban Nha đã ghi tới 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Chỉ có một đội bóng duy nhất ghi nhiều hơn số bàn thắng của các học trò huấn luyện viên Luis de la Fuente. Không ai khác, đó chính là đội tuyển Đức với 10 bàn thắng và 2 lần để lọt lưới. Trong giải đấu được tổ chức trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Nagelsmann đang có màn thể hiện làm nức lòng người hâm mộ. Cũng như Tây Ban Nha, họ đã có gần 10 năm phải ôm mối thất vọng về các cầu thủ con cưng khi bị loại khá sớm ở các giải đấu lớn. Euro 2024 chính là thời điểm mà người Đức cảm nhận được họ đang sẵn sàng bước lên đỉnh châu Âu một lần nữa. Đức-Tây Ban Nha không chỉ đáng được chờ đợi bởi họ có hàng công mạnh mẽ mà còn đến từ những nhân tố trẻ. Ở giải đấu này, Tây Ban Nha trình làng thần đồng mới chỉ 16 tuổi là Lamine Yamal. Hai ngôi sao đang có phong độ cao là Perry hay Nico Williams cũng chỉ vừa bước qua tuổi 22. Trong khi đó với người Đức, họ cũng có cho mình một thế hệ trẻ đầy tài năng. Jamal Musiala, người đã có 3 bàn thắng và nằm trong top những chân sút tốt nhất ở Euro lần này, mới chỉ 21 tuổi, cũng sinh năm 2003. Florian Wirtz là người mở tài khoản bàn thắng cho những cỗ xe tăng ở giải đấu lần này. Quý vị thân mến, hai đội bóng mang triết lý tấn công với những nhân tố trẻ của bóng đá thế giới và mang theo những tham vọng sẽ trở thành tân vương. Nhưng sẽ chỉ có một cái tên đi tiếp trong trận cầu sinh tử ấy. Và đó chắc chắn là cuộc thi hùng mà người hâm mộ sẽ không thể bỏ quên vào 23 giờ đêm nay. Và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Báo Giả Lai để cùng chúng tôi đồng hành trong suốt mùa Euro 2024 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!